biệt thự 2 tầng mái thái 4 phòng ngủ đang là mẫu thiết kế được rất nhiều chủ đầu tư yêu thích, không chỉ đẹp sang trọng mà công năng còn phù hợp với nhiều bối cảnh gia đình hiện nay. Hôm nay Kisato sẽ giới thiệu tới các bạn tham khảo mẫu biệt thự mái thái phong cách tân cổ điển của gia đình anh Hoàng Văn Trọng, Thanh Hóa. Chắc chắn công trình này sẽ làm bạn hài lòng. Hãy cùng Kisato tìm hiểu mẫu thiết kế này nhé! Nhận được yêu cầu của gia đình anh Trọng, công ty Kisato đã cử một đội khảo sát dày dặn kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại về tại Thanh Hóa để tiến hành đo đạc hiện trạng, tìm hiểu về vị trí xây dựng công trình, ghi chép toàn bộ yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của gia chủ. Hiểu được một cách sâu sắc điều đó, đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi đã bố trí các phòng một cách thật hợp lý cho gia chủ. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn công năng sử dụng của mẫu biệt thự đẹp này về bố cục. Với chiều rộng 8,9m, chiều dài công trình là 13,7m, tổng chiều cao công trình 11,75m, với tầng 1 được đôn cao 0,45m so với sân, tầng 1 cao 3,9m, tầng 2 cao 3,6m, hệ mái cao 3,78m. Về công năng sử dụng, tại tầng 1, phòng khách có diện tích 51,46m², phòng bếp cùng phòng ăn có diện tích 17,8m², phòng ngủ một có diện tích 15,99m², một nhà vệ sinh chung với 4,78m². Lên tầng 2, phòng ngủ 2 có diện tích là 15,99m², phòng ngủ 3 có diện tích 12,46m², phòng ngủ 4 có diện tích 15,2m², phòng thờ có diện tích 16m², khu vực giặt phơi với 8m². Một phòng vệ sinh chung có diện tích 4,78m². Mẫu biệt thự mái thái 2 tầng đẳng cấp được tái hiện trên ý tưởng của nền kiến trúc tân cổ điển lâu đời. Không hề phá vỡ hay bỏ quá nhiều chi tiết, biệt thự vẫn mang trong mình linh hồn của nền kiến trúc tân cổ, có chăng chỉ là đơn giản hóa các chi tiết cầu kỳ để phù hợp với thời đại mới. Khoác lên mình sự nhẹ nhàng, tinh tế, công trình hiện lên nổi bật riêng khó bị hòa lẫn với các công trình xung quanh. Nó hoàn toàn phù hợp với anh Trọng, một người yêu thích sự sang trọng. Tổng thể khu đất rộng rãi giúp các kiến trúc sư có thể triển khai hết ý tưởng vào công trình. Đặt nền móng vững chãi với các bậc tam cấp nâng ngôi nhà lên cao đảm bảo không ảnh hưởng nước mưa. Hệ thống cột trụ là sự kế thừa và phát triển của nền kiến trúc cổ điển. Thay vì tập trung vào nhiều phào chỉ kỳ công, thì ở đây các chi tiết được đơn giản hóa và đắp to ở phần chân cột mang đến sự uy nghi. Bề thế cho công trình, điển hình cho màu sắc tân cổ điển là sự kết hợp không gian mở với nhiều cửa sổ lớn. Cửa chính làm bằng gỗ nâu khỏe khoắn kết hợp với cửa sổ thiết kế nhôm kính giúp thu hút lượng ánh sáng tự nhiên tốt, mang đến không gian thoáng đãng bên trong căn biệt thự. Toàn bộ lan can tầng 2 sử dụng những con tiện trắng sứ được xếp song song tạo nên nét đẹp cổ điển, sang trọng đồng thời còn mang đến cảm giác an toàn cho gia chủ. Ngoài ra thiết kế dưới mái uốn vòm cung mềm mại, uyển chuyển giúp công trình không bị quá khô cứng nặng nề của kiến trúc cổ điển. Hệ thống mái ngói màu xanh than mang đến cảm giác dễ chịu cho người nhìn, đặc biệt với thiết kế mái thái dáng chữ A hướng ngả về hai phía giúp thoát nước tốt, tránh tình trạng ứ động gây thấm rột, sinh rêu mốc làm tổn hại đến mái. Điểm nổi bật của công trình là thiết kế đèn LED xung quanh ngôi biệt thự mang đến không gian sống động, lung linh. Bên cạnh đó, việc lắp đặt ô thoáng không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà giúp cho phần mái có chỗ để thoát khí, tránh hấp hơi nóng. Bao bọc ngôi nhà là hệ thống tường rào và cổng chính được xây dựng kiên cố và vững chắc. Cổng vào ngôi nhà làm bằng chất liệu sắt phủ lớp sơn nâu trầm, mang đến vẻ đẹp sang trọng, đồng thời tạo không gian kín đáo, riêng tư cho gia chủ. Biệt thự 2 tầng mái thái tại Thanh Hóa mang đến vẻ đẹp thuần khiết, tất cả từ tỷ lệ thước cột, chiều cao tầng, thông số kỹ thuật, đường nét hoa văn, phào chỉ đều kết hợp hài hòa tạo nên một tổng thể đẹp cho công trình. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công trọn gói công trình nhà dân trên 63 tỉnh thành, uy tín hàng đầu tại Việt Nam, trên 10 năm kinh nghiệm, có đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp. Chuyên thiết kế nhà đẹp, công trình thi công đảm bảo chất lượng, bàn giao đúng tiến độ, với hồ sơ thiết kế đầy đủ và bài bản. Bản vẽ 2D luôn có 3D đi kèm giúp cho gia chủ không am hiểu về kỹ thuật cũng đọc hiểu và hình dung được ngôi nhà của mình trong tương lai. Hãy đến với chúng tôi để sở hữu ngôi nhà đẹp của riêng bạn.
để được tư vấn thiết kế nhà đẹp và thi công uy tín, đảm bảo hiện thực hóa đúng bản vẽ và tiến độ. Mời quý khách hàng liên hệ. Hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Quý khách hàng cũng có thể truy cập vào website kisato.vn để tham khảo rất nhiều những mẫu nhà, mẫu biệt thự mà chúng tôi đã thiết kế.